đừng đạp vào cái này nhá, giờ chú ra chú nổ nhá, để cái này nó yên đi nhá. Không được động cái gì, con là ngồi yên, con ngồi yên. Đừng đạp vào cái đấy, cứ ngồi yên đấy, không sợ đâu, nhưng đừng đạp vào cái ga cho chú nhá. Để chú sắp thông nhá.